Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Chính quan chiếu mệnh, người tuổi Tý có thể đạt được thành công trong sự nghiệp, nhất là với những ai theo đuổi con đường công danh. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao nên nhận được sự tín nhiệm của đông đảo mọi người. Tuy nhiên, bạn cần phải cởi mở hơn nữa trong quá trình tiếp thu ý kiến, đừng biến mình thành một người bảo thủ, khăng khăng làm theo ý kiến cá nhân. Đôi khi thay đổi góc độ quan sát sự việc, bạn sẽ tìm ra cách giải quyết công việc hiệu quả hơn nhiều. Thổ khắc thủy, tuy nhiên mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia lại không mấy yên ấm. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim. Mưu sự lớn lao gặp nhiều bất lợi, không nên vội vã tiến hành hoặc quyết định nhanh chóng. Mong cầu tài lộc có sự sai hẹn, chậm chạp. Sức khỏe không tốt, có tin buồn của thân nhân. Cẩn trọng khi đi đường, gặp rủi ro về xe cộ, máy móc hoặc hao tốn trong việc sửa chữa, đi lại, đám tiệc. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Gia đạo có nhiều bất an, hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải giải quyết. Nếu có người đến tranh luận, hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại, nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có tin buồn, sức khỏe không tốt, đề phòng tai nạn, rủi ro. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Nên cẩn thận trong mọi hành động, chỉ sai lầm một chút sẽ đem đến hậu quả không tốt. Ngày có nhiều sự thay đổi, biến động, công việc, tin tức đến dồn dập. Không nên sợ những áp lực từ bên ngoài, cần phải nhẫn nại. Ngày thuận lợi cho việc thay đổi, sửa chữa, tu bổ, đi xa. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ. Nhà có khách đến, tuy nhiên cũng có tin buồn về sức khỏe, công danh của người thân, hoặc gặp chuyện không như ý. Chuyện tình cảm phải cầu ở nơi xa xôi, hoặc không nên ở gần nhau mới tốt. Có tin xa, hạn đi xa, hao tốn về chuyện giao thiệp. Sức khỏe không tốt, có tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc. Nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, dễ bị vướng mắc, lôi thôi. Có tin xa, gặp lại người xưa, chuyện cũ. Sự mong cầu về tài lộc có tính bất ngờ nếu không so đo tính toán. Có nhiều sự xoay chuyển, thay đổi bất ngờ, hoặc ngày gặp nhiều áp lực về công việc, hoàn cảnh gây ra. Mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn. Tử vi tuổi Sửu. Thương quan giáng họa, người tuổi Sửu khó có thể đạt được thành công như mong muốn trong ngày hôm nay. Người làm ăn cần cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, nếu không dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc. Người làm công ăn lương có thể gặp nhiều rắc rối khiến bạn cảm thấy thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống, sau khi trải qua thử thách, bạn sẽ ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Để phát triển nhanh chóng và bền vững, Thổ Vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Muốn bắt kịp sự phát triển của xã hội, bạn không thể cứ giữ mãi một quan điểm. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Nếu thấy có được tài lộc thì cũng không nên tham lam tiến thêm thì sẽ có điều bất lợi. Chưa phải là lúc làm mạnh. Hãy suy tính những gì theo kinh nghiệm của mình hơn là nghe lời bàn. Cũng không nên quyết định ngay cho công việc mong muốn, phải chờ vào một ngày khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải có sự hao tốn hoặc phải chia phần. Có chuyện làm ơn mắc oán. Ngày gặp nhiều chuyện ưu phiền rắc rối về công việc cũng như về tình cảm, sức khỏe không tốt. Cần phải có sự suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói, viết thư, nêu ý kiến, dễ bị hiểu lầm, thị phi, bất hòa. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa. Đến nơi nào cũng không nên ở lâu. Ngày có tin tức ở xa, hoặc gặp gỡ người thân.
Gia đạo có đám tiệc hoặc có sự hội họp, gặp gỡ. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng kỳ hạn, theo sự hẹn ước, kể cả trong vấn đề tình cảm. Nhà có hỷ sự, có khách đến. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Hãy mạnh dạn tiến hành công việc nếu đã có tính toán, không nên e ngại sự hao tốn. Nếu thấy có được tài lộc thì cũng không nên tham lam tiến thêm thì sẽ có điều bất lợi. Hãy suy tính những gì theo kinh nghiệm của mình hơn là nghe lời bàn. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Đến nơi nào cũng không nên ở lâu. Ngày có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân. Gia đạo có đám tiệc hoặc có sự hội họp, gặp gỡ. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng kỳ hạn, theo sự hẹn ước, kể cả trong vấn đề tình cảm. Có tin buồn, có khách đến. Tử vi tuổi Dần. Mộc khắc thổ, người tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn. Bạn không nên quá chú tâm vào chuyện tụ tập bạn bè hoặc sự nghiệp mà vô tình bỏ quên những người luôn chờ đợi bạn ở nhà. Đừng để tình cảm giữa các thành viên Dần lạnh nhạt. Người tuổi này cũng không được lòng tập thể vì bản tính cao ngạo và cố chấp, chỉ thích làm theo ý mình mà không chịu nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Dù có chấp nhận ý kiến của người khác hay không thì bạn cũng nên dành thái độ tôn trọng với người có ý định giúp đỡ mình. Nếu có việc cần xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh đi theo những hướng tốt như hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Xuất hành theo hai hướng này sẽ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy. Có tin tức về chuyện tình cảm ở nơi xa, hoặc nhà có khách, bè bạn đến theo lời hẹn. Không nên hấp tấp vội vàng quyết định nhanh chóng, kết quả sẽ không tốt. Có tài lộc, có tin xấu về sức khỏe, công danh của người thân. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc, gặp trở ngại. Chuyện tình cảm chớ nên dây dưa không tốt. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều bôn ba, lận đận khó khăn nhưng sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc nếu cố gắng cũng đạt được kết quả. Đề phòng rủi ro, bất trắc, tai nạn, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, cẩn trọng, có sự thư kiện, tranh cãi, hoặc mích lòng vì trước đã có sự thỏa thuận mà nay lại đổi ý, hoặc sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Gia đạo bất an. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ. Làm gì cũng phải đề phòng rủi ro, tai ương, họa hại, bất trắc, hoặc có những việc xảy ra ngoài dự tính. Nên cẩn trọng về bổn mạng khi đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa, điện. Xúc vật trong nhà không được tốt. Tuy nhiên, ngày này thuận lợi cho những người làm các ngành nghề công kỹ nghệ, thầy thuốc, pháp luật. Về tình cảm nên có sự hòa giải, nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc. Nếu thấy có điều lợi hoặc tài lộc đến thì không nên tiếp tục, sẽ không có hậu, hoặc bị đảo ngược. Nếu không như vậy thì lợi và hại sẽ đi đôi. Đề phòng những tai nạn, rủi ro bất trắc có thể sẽ xảy ra bất ngờ, hoặc trong gia đạo có chuyện buồn, đau ốm hoặc gặp rủi ro, tai nạn, nhất là các việc có liên quan đến xe cộ máy móc, di chuyển. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim. Mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác. Tử vi tuổi Mão. Ngũ hành nhị hợp xuất hiện, người tuổi Mão rất sĩ diện. Bản mệnh không muốn nghe bất cứ ý kiến trái chiều nào và sẵn sàng phản kháng khi có người bất đồng ý kiến. Điều này khiến mọi người cảm thấy bạn khá nóng nảy và tránh hợp tác với bạn. Tuy nhiên, với người làm ăn, nếu chú ý để có cách cư xử khéo léo hơn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, vì vậy hãy có cách giữ mối quan hệ với họ. Mộc khắc thổ cho thấy bản mệnh và con cái hoặc cha mẹ dễ có quan điểm bất đồng với nhau. Sự cách biệt thế hệ có thể khiến đôi bên có suy nghĩ trái ngược nhau,
và điều cần làm lúc này là song phương cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Mọi việc nên cẩn trọng chớ nên để tình thế hoàn cảnh sai khiến mình, hoặc hấp tấp mà đạt được kết quả không như ý muốn. Mọi sự càng chậm càng tốt. Chuyện tình cảm không nên nói hết hoặc thật lòng dễ có sự thiệt thòi, hoặc hao tốn vì tiệc tùng vui chơi, mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Dù có gặp gỡ và tốt đẹp về chuyện tình cảm đến mấy cũng không nên thuận theo ý kiến của họ mà nhúng tay vào các công việc mới được đề nghị. Chỉ nên xem đó là một dự tính. Không nên xuất tiền, càng nói nhiều thì càng bất lợi. Nên làm chủ trong công việc. Tài lộc khó giữ. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ. Có tin xa về tình cảm, và có sự hứa hẹn về tài lộc, quà tặng, tiệc tùng, nhưng cũng có sự hao tốn. Cần ngay thẳng trong công việc. Không nên dùng những tiểu xảo, hoặc đốt giai đoạn, chỉ làm cho rắc rối thêm. Trông chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc không được như ý. Di chuyển, đi xa bất lợi. Sức khỏe không tốt, không nên dính tới chuyện người, gặp thị phi. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Cần phải có sự bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Ngày có rất nhiều sự việc xảy ra hoặc có nhiều tin tức đến dồn dập có liên quan đến công danh, tài lộc. Bổn mạng của mình và thân nhân, bè bạn. Đề phòng rủi ro, tai nạn, bị ép uổng, chơi xấu, dính vào sự thị phi, tranh cãi, pháp luật. Việc làm cũ có vấn đề, có sự đáo hạn, định kỳ mà mình không thể giải quyết. Có tin xa, có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Có sự hư hại, hao tốn nhỏ, nhưng cũng có lộc hoặc chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Ngày có nhiều sự việc xảy ra vừa về công việc làm ăn, công danh, vừa là chuyện tình cảm, gia đạo. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Tử vi tuổi Thìn. Vận trình công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại do chịu tác động xấu của cục diện tương xung. Bản mệnh là người kiên trì và quyết tâm nhưng sự nóng nảy, bốc đồng của bạn lại khiến cấp trên và đồng nghiệp ác cảm. Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư, bởi bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, không nên chần chừ, do dự, khiến bệnh tiến triển nặng. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại. Tin tức đến đều không có lợi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn. Dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ vả, giúp đỡ, giao dịch. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của bổn mạng. Phải nhẫn nại chớ nên làm càn sẽ gặp điều xấu. Sự mong cầu về tin tức sẽ đem lại sự phiền lòng, thất vọng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Ngày có nhiều việc phải bôn ba mới có tiền, hoặc có người đem lại lợi lộc đến cho mình và mình cũng phải có sự hao tốn. Đề phòng mọi việc có trở lực, bị cưỡng ép, gia đạo bất an, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng. Có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc, hoặc được giao phó. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng. Hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hay thuận theo thời cuộc. Có tin tức ở xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng. Nên đề phòng sức khỏe, không nên ham công tiếc việc sẽ xảy ra chuyện không hay. Có tài lộc hoặc có tin tốt cho công việc. Có người đến báo tin buồn về công danh, sức khỏe, bổn mạng của người thân nhưng không phải là chuyện lớn đối với mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại,
bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin xa, một ngày bận rộn, hay lo, tài lộc trung bình hoặc có chuyện vui. Tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày có Tỵ Kiên gây rối, người tuổi Tỵ có thể sẽ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Những xung đột này có thể đẩy bạn vào tình trạng căng thẳng, khó xử. Hãy giữ vững lập trường đúng đắn của mình. Bạn là người dũng cảm và có chí tiến thủ, song lại ít hòa nhập với tập thể. Điều này có thể khiến bạn dễ bị cô lập và khó nhận được sự hậu thuẫn của mọi người. Hãy cởi mở hơn, bạn sẽ thấy công việc của mình cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hỏa sinh thổ, trong gia đình, con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc nên chậm rãi giải quyết, và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp. Đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến, hoặc có tin ở xa. Nếu có hẹn thì nên đến đúng hẹn vì cũng có người mong muốn công việc như mình. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Chuyện tình cảm, làm ăn không nên để dây dưa sẽ có người khác nhúng tay vào hoặc sẽ có tin tức mới khiến cho mọi việc trở thành không có lợi, gặp trắc trở. Có chuyện thị phi hoặc bị nói xấu, khiển trách, mích lòng. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn cho những việc cần thiết. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Nên giới hạn mọi sự giao tiếp, sẽ gặp những chuyện phiền hà. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Không nên tiến hành, giải quyết những công việc lớn lao. Công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh. Ngày không tốt, có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Chuyện tình cảm chưa phải là lúc quyết định. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình. Không nên để sự việc hoặc người đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo. Mọi việc sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay. Chớ tranh cãi, phân giải. Chỉ nên ngồi yên và chờ đợi. Hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình. Tài lộc trung bình, có tin vui. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Tài lộc còn chậm, dễ hao, hay chỉ là lời hứa. Không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài. Mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi Ngọ. Tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ trở nên rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bản mệnh thường bắt tay vào công việc được giao ngay mà không hề chần chừ, do dự, nhưng bạn cũng chớ biến mình thành một người nóng vội nhé. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau, khi gặp rắc rối lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi. Hỏa sinh thổ. Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau. Đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn muốn ở bên nhau từng phút từng giây. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Cần nên kiên nhẫn và chờ đợi, sự việc sẽ tự nhiên đến. Không nên lo lắng khi có gặp trở ngại, hoặc chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hoặc có sự đảo lộn bất ngờ ngoài dự tính. Chuyện tình cảm chớ nên dính líu vào. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của họ, không nên kết luận, phê phán. Vai trò của mình đang ở trong tình trạng bất lợi. Tài lộc khó khăn, khó cầm giữ, thâu đoạt. Không nên toan tính chuyện lâu dài, việc tới đâu thì giải quyết tới đó. Tâm tình bất an, sức khỏe không tốt, có tin buồn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy.
Gặp lại người xưa, việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tài. Ngày có nhiều chuyện rắc rối, phiền lòng. Làm gì cũng phải cẩn thận dễ gặp rủi ro, cháo trở. Đề phòng tai nạn đi đường hoặc hao tốn về xe cộ, máy móc, sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an, trong nhà có người gặp rủi ro, đau ốm, bệnh tật, có tang, hoặc có tin xấu về công danh, pháp luật. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng, nếu không sẽ có sự phiền lòng, trách oán. Không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt. Cẩn trọng đề phòng rủi ro, tai nạn bất chắc khi đi đường, làm việc. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự thay đổi biến động về công danh cũng như về tình cảm, sức khỏe. Hoặc những sự việc chờ đợi đã lâu nay có sự xuất hiện. Không nên mong cầu chuyện lớn lao về tiền bạc, tài lộc. Có được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Gia đạo có nhiều tin tức ở xa, hoặc nhà có đình đám, tiệc tùng, khách đến. Cẩn trọng trong việc sử dụng phương tiện đi lại, xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều cần phải cẩn trọng, rất dễ có chuyện xoay chuyển, tốt xấu lẫn lộn, hoặc gặp sự bất trắc khó khăn, có tin buồn. Không nên đương đầu một cách thẳng thắn mà phải nhu nhuyễn, khéo léo. Một ngày bận rộn, nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn công việc. Có sự hư hại, rủi ro nhỏ, hoặc sức khỏe không tốt. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi Mùi. Do chịu tác động của cục diện tương hình, người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá trong ngày hôm nay. Bản mệnh cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề nên không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội, không chịu suy nghĩ kỹ càng. Hãy bình tĩnh và cân nhắc kỹ càng hơn nếu bạn không muốn tốn thời gian để khắc phục hậu quả. Thương quan cho thấy bạn không gặp may mắn trên phương diện học hành, thi cử. Vì vậy, nếu đang đứng trước một kỳ thi nào đó, bạn cần phải chuẩn bị kỹ càng mọi mặt, không nên có thái độ coi thường hoặc lơ là. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Không nên để tình cảm xen lẫn vào công việc của mình. Nếu có sự mong cầu về tình cảm, giao thiệp cũng nên chậm rãi vì niềm tin của họ đối với mình chưa đủ, nên nhẫn nại hoặc có sự thiệt thòi đôi chút sẽ có kết quả tốt. Có tin tức ở xa. Có tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy. Nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết. Những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên, dễ gặp sự buồn phiền trách oán. Trong người thân, bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, đóng cửa, kết thúc công trình, công việc. Có tin buồn ở xa, hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa. Có sự sai hẹn, rời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán. Mọi việc cần nên nhẫn nại. Không nên chỉ nghe ý kiến của một phía. Cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định. Có tin tức ở xa về chuyện tình cảm, sức khỏe, bổn mạng của người thân. Có lộc nhỏ. Gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ. Coi chừng có sự phản trắc hoặc tình thế đảo lộn, có sự chậm trễ, hẹn mà không gặp. Không nên để tình cảm xen lẫn vào công việc của mình. Nếu có sự mong cầu về tình cảm, giao thiệp cũng nên chậm rãi vì niềm tin của họ đối với mình chưa đủ, nên nhẫn nại hoặc có sự thiệt thòi đôi chút sẽ có kết quả tốt. Có tin xa, có tài lộc. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có sự hư hại về xe cộ, máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả. Ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc, gia đạo, nhà cửa, cho đến chuyện tình cảm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, có sự gặp gỡ bè bạn, người thân.
Tử vi tuổi Thân. Thổ sinh kim cho thấy người tuổi Thân hòa hợp với nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau, nhờ vậy mà chuyện bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Nhân dịp hè, hãy tìm cách hâm nóng tình cảm đôi bên. Con giáp này là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình, đặc biệt là trên lĩnh vực cuộc sống. Bạn muốn mình trở thành một người bạn của con hơn là một bề trên chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo. Thiên tài báo hiệu niềm vui tài lộc cho bản mệnh. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ công việc tay trái hoặc nhờ may mắn. Tuy nhiên, nếu muốn làm giàu bền vững, bạn không nên phụ thuộc vào vận may quá nhiều. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Nếu thấy việc trước mắt có lợi nhưng cũng nên đề phòng rủi ro hoặc có người dòm ngó gây sự cản trở cho mình. Có sự thay đổi công danh, chức vụ, phương hướng làm ăn, hoặc nghe tin về chuyện này. Nên cẩn trọng trong mọi hành động, đi lại, di chuyển dễ gặp rủi ro, tai nạn, có tin buồn. Tài lộc chậm, hoặc có mà phải chia phần, chi phí, cầm tiền của người khác. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Không nên hấp tấp trong mọi hành động. Nếu thấy điều lợi đến nhanh lại càng phải dè dặt vì sự việc còn nhiều thay đổi, xoay chuyển. Sức khỏe không tốt, nếu không có gì gấp gáp thì nên nghỉ ngơi. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, kết thúc mọi việc. Nên đi xa, rời chỗ. Có tin xa, có khách đến. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Ngày không tốt, mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi. Ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren, lo âu từ công việc cho đến tình cảm, sức khỏe. Gia đạo bất an, mọi việc đều chưa kết thúc. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Đề phòng sức khỏe không tốt, có tin buồn, việc xảy ra không được như ý. Nên di chuyển, đi xa, gặp gỡ, không nên ngồi tại chỗ. Ngày có nhiều công việc đến tốt xấu lẫn lộn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sự hẹn ước có thay đổi. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim. Dù có hẹn gặp cũng nên cẩn trọng, mọi việc sẽ không phải như mình đã nghĩ. Nếu có tiền bạc thì cũng phải tranh luận, dàn xếp lại. Mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi. Ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren, lo âu từ công việc cho đến tình cảm, sức khỏe. Tâm tình, gia đạo bất an. Mọi việc đều chưa kết thúc. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, nhờ có tam hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Bản mệnh dễ tạo ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhờ vậy, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt. Thổ sinh kim, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình. Bạn luôn quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu nhau, chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay nghi kỵ nhau cả. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác dễ có sự mích lòng, hiểu lầm. Có người đến phân giải hoặc đem tin buồn đến, hỏi ý kiến về chuyện đi xa, thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Nên cẩn trọng trong việc vận chuyển, đi đường, sử dụng xe cộ, máy móc. Nên giải quyết dứt khoát về chuyện tình cảm, nhân nghĩa. Mọi việc nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói dễ gặp chuyện thị phi, phiền lòng. Không nên nhúng tay vào chuyện người không tốt. Không nên luyến tiếc những gì còn sót lại. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác, có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết, tốt cũng có, xấu cũng có. Sức khỏe không tốt, có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức.
Có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm, nhân nghĩa ở quá khứ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác. Có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Tử vi tuổi Tuất. Thực thần phù trợ, người tuổi Tuất làm ăn khá thuận lợi trong ngày hôm nay. Người làm kinh doanh, buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa và rộng rãi, chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn có thể tận dụng được điểm mạnh của mình để mở rộng các mối quan hệ, tạo bước đệm cho tương lai. Xem ngày tốt xấu. Hôm nay là ngày rất thích hợp để cầu tài hoặc ký kết hợp đồng. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể thực hiện những công việc trên vào hôm nay để gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều nên chậm rãi từ từ giải quyết, nôn nóng sẽ không có kết quả. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, hoặc có mà phải tiêu hao cho nhiều công việc xảy ra trong ngày. Gia đạo có nhiều âu lo, có tin buồn. Cẩn trọng sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Không nên ngại sự hao tốn, hãy giải quyết những việc đang ở trước mặt. Không nên chú trọng vào sự đóng góp ý kiến hoặc những chi tiết nhỏ nhặt vì đây là uy tín và danh dự. Có quý nhân giúp đỡ, hoặc có cơ hội tốt. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự việc xảy ra rất nhanh chóng cần phải dự phòng. Tiên liệu dù điều tốt điều lợi đến, sẽ có hậu quả trái ngược. Nếu gặp điều xấu đến ngay thì không nên tiến hành vì sự việc còn lâu mới êm xuôi. Có sự tranh chấp đôi co hoặc gặp nhiều trở lực trong ngày. Để phòng tai nạn rủi ro hoặc bị chơi xấu, sự tính toán mong cầu về tiền bạc đều bị đảo ngược với dự tính. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều nên chậm rãi từ từ giải quyết, nôn nóng sẽ không có kết quả. Có sự trở ngại, rắc rối. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, hoặc có mà phải tiêu hao cho nhiều công việc xảy ra trong ngày. Gia đạo có nhiều âu lo, có tin buồn. Sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo. Cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài, tai nạn, có chuyện buồn. Tử vi tuổi Hợi. Ngũ hành thổ khắc thủy. Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi không được tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể sẽ vướng tranh cãi với bạn bè mình, khiến đôi bên rơi vào chiến tranh lạnh. Khi đã bình tĩnh lại, bạn nên là người chủ động làm hòa. Trong gia đình, bạn tỏ ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý mình là hiển nhiên. Do chịu tác động của thiên quan, con giáp này cần tránh va chạm với quan lại xấu trong chính quyền, đồng thời đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ xấu. Tốt nhất bạn nên giữ vững lập trường, không để bị rủ rê, lôi kéo. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa. Hãy để mọi sự việc xảy ra tự nhiên. Đã đến lúc tình thế thay đổi. Nên nhận công việc mới nếu có người đến đề nghị, hợp tác. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm nhà cửa, đồ đạc, vật dụng. Có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, di chuyển. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày có tin về chuyện tình cảm, sức khỏe, hôn nhân, sinh nở của mình hoặc người thân. Công việc như thế nào thì làm nên thế ấy, chưa tính toán cao xa không có lợi. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, hoặc có tiền mà phải phân chia, cầm tiền của người khác. Có quý nhân đến. Tử vi tuổi Kỷ Hợi,
thuộc mệnh mộc. Tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ, văn tự, đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả. Nên cẩn trọng có sự sơ sót, hư hại, lủng củng. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ. Có tài lộc, có tin vui của bè bạn, thân nhân ở xa. Làm gì cũng nên tự mình giải quyết mới có kết quả. Không nên tin vào người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim. Những gì thất bại ở quá khứ nay nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc, có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên chuyển, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy. Nếu công việc đã xong thì phải xem xét lại. Làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc, áp lực, rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn, ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện, dễ hao tốn, tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ, hoặc có chuyện vui,